Xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hay các bạn. Thì hôm nay mình nói về ba số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về ba số lẻ nè, sau đó liên tiếp nè, rồi tới trung bình cộng, được chưa? Ví dụ số lẻ nha các bạn. Ví dụ như 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 19. Đây là những cái con số số lẻ. Thì để biết định nghĩa số lẻ ở cấp 1 thì người ta dùng que các bạn. Ví dụ như số 3 đi, số 1 trước đi, số 1 tượng trưng là một que, số 3 là ba que, được chưa? Đó. Thì các bạn bắt cặp là 2, được chưa? Bắt cặp nha, là 2. Thì một số 1 là một que, các bạn có bắt cặp được không? Vậy bên trái của bạn vẫn còn dư một que, nếu bên trái vẫn còn dư một que thì đồng nghĩa đây là số lẻ. Tương tự số 3 cũng vậy, các bạn bắt cặp đi, 1 2, cứ hai que thành một cặp, rồi còn một que này dư và một que này thừa, nên số 3 chính là số lẻ. Nếu khi bắt cặp mà bên trái của mình vẫn còn dư một que thì đó là số lẻ. Ví dụ số 5, 1 2 3 4 5, rồi các bạn bắt cặp đi, 1 2, cứ hai que thành một cặp cho mình, 1 2, thấy chưa? Vậy bên trái vẫn còn dư 1, vậy cho thấy số 5 là số lẻ. Đó là cách để hướng dẫn cho các bạn ở cấp 1 hiểu được số chẵn và số lẻ. Nhưng đối với lớp lớn thì các bạn chỉ cần biết rằng số lẻ là số mà có tận cùng nè, hay hàng đơn vị nè. Ở số lẻ là số có số tận cùng hay là hàng đơn vị. Nếu là số tự nhiên là 1 nè, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 và 9, ok chưa? Đó. Rồi tiếp theo, ba số lẻ liên tiếp. Liên tiếp là sao? Liên tiếp mình sẽ lấy ví dụ nha. Ví dụ như 1, 3, 5, đây là ba số lẻ liên tiếp, được chưa? Ba số lẻ liên tiếp, 1 nè, xong rồi tới 3 rồi tới 5. Vậy đặc điểm của ba số lẻ liên tiếp này đó là gì ạ? Số đầu tiên cách số thứ hai 2 đơn vị. Tiếp tục, số đầu tiên cách số thứ 3 4 đơn vị, thấy chưa? Đó, để chúc mình vào vấn đề này nha. Rồi tiếp theo, trung bình cộng là gì? Trung bình cộng, ví dụ trung bình cộng của 2 và 4 thì các bạn lấy 2 cộng 4 chia 2. Trung bình cộng của 2, 4, 6 thì các bạn lấy 2 cộng 4 cộng 6 chia 3, được chưa? Trung bình cộng của bao nhiêu số thì chia số lượng bấy nhiêu. Trung bình cộng của 2 số chia 2, trung bình cộng của 3 số chia 3, được chưa? Rồi vào vấn đề nha các bạn. Ba số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 253. Thì mình biết rằng đây là bài toán khó nha các bạn. Các bạn phải tập trung. Biết số lẻ đầu tiên là số mấy chưa ạ? Chưa, đúng không? Vậy mình sẽ gọi x là số lẻ thứ nhất, được chưa? Rồi mình biết số lẻ thứ nhất thì đồng nghĩa mình sẽ biết số lẻ thứ hai bằng cách gì ạ? Lấy số lẻ thứ nhất cộng thêm 2 đơn vị, lấy số lẻ thứ nhất cộng thêm 2 lại ra số lẻ thứ 2. Tiếp tục, bạn biết số lẻ thứ nhất, muốn tìm số lẻ thứ 3 thì các bạn lấy số lẻ thứ nhất cộng thêm 4 là ra số lẻ thứ 3, được chưa? Rồi tiếp tục, trung bình cộng của chúng là 253 thì mình sẽ lấy ba số đó cộng là x cộng 2 cộng x cộng 4 chia cho 3 bằng 253, được chưa? Rồi chuyển qua thành phép nhân, vậy là x cộng x là x cộng x cộng x, 2 cộng 4 bằng cộng 6 bằng, chia nè, chuyển qua hàng nhân nè, vậy là 253 nhân 3, x cộng x bằng cộng 6 bằng 253 mà nhân 3 là ra bao nhiêu ạ? 957. Chuyển cái số 6 này qua là trừ, vậy là
x cộng x cộng x là 3x luôn nha. Đó, bằng 7, 5, 9, trừ 6 thì còn lại là 3x bằng bao nhiêu ạ? 3x bằng 7, 5, 3. Rồi, x sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Chia 3 thì là 7, 5, 3, chia 3 thì x sẽ bằng là 2, 5, 1. Đó, 251. Khi biết số lẻ thứ nhất rồi, muốn tìm số lẻ thứ hai thì con lấy cái ngày cộng thêm 2 vô nè. Thấy chưa? Vậy là số lẻ thứ hai là 253. Số lẻ thứ ba là 25 cộng thêm 4, đây là 255. Được chưa? Đó. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Do vấn đề ở chỗ đây là bài toán khó, mình không biết rằng cái bài này ở chương trình cấp 1 hay cấp 2 hay cấp 3, cấp 4, nên các bạn không cảm giúp mình hướng dẫn như thế. Còn bạn nào nói rằng bài này ở cấp 1 thì bạn comment ở phía dưới để mình có cách để giảng cho các bạn ở cấp 1 hiểu nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.